Sau hơn 2 tháng neo phương tiện, xếp ngư cụ tại bến để phòng chống dịch Covid-19, sáng sớm ngày 19 tháng 9, gần 300 ngư dân của làng chài Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt vươn khơi săn lộc biển. Trở về trong ngày với những tay lưới nặng trĩu cá tôm, ngư dân ai nấy đều phấn khởi sau những ngày dài thất nghiệp. Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ cho biết, mặc dù huyện đã là vùng xanh, nhưng trong tỉnh vẫn còn ca mắc mới. Vì vậy, để đảm bảo phòng chống dịch, huyện đã tổ chức họp với bà con và cùng thống nhất phương án mở cửa biển từng phần để bà con đi đánh bắt gần bờ. Theo đó, ngư dân sẽ được bốc thăm để đi biển theo từng ngày chẵn, ngày lẻ hoặc tùy con nước. Hiện huyện Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu đang lên phương án cho ngư dân tàu dịch vụ hậu cần dịch vụ xuất bến ra khơi. Còn lại đối với các cảng cá, các tàu đánh bắt vùng khơi, vùng lộng thì tỉnh đang lên kế hoạch để đến đầu tháng 10 tới đây có thể khôi phục hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.